thắng ta. Alo, 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 alo. Nhưng này thiên nhắn đấy, thầy khai nhớ không nhầm là thiên nhắn. Em khai trao đổi em xem. Khen mắt và phải gì rồi. Thiên nhắn em ra đây, dòng trên đầu có cái dòng sáng màu màu đỏ này em thấy không? Đó, đứng này nè, khai chụp, đó. Rồi, khai cho em xem xét đồ của Khen mắt. Khen mắt cũng là một trong những thiên nhắn cho đến tầm giây phút này thì khai thấy khá là nhiều trận nằm trên top tông kim. Và hôm nay thì mới có cơ hội được khai soi đồ thiên nhắn Khen mắt này cho anh em xem. Hôm nay được top 2 với 149 mạng, khá là tốt thiên nhắn nha em. Quá ghét. Đây, anh em cùng xem sơ qua. Thiên nhắn đang đưa cho mình một cái nón 540 sinh lực nội lực số ít đó. Đi theo hướng này là vũ khí họ rồi, 540 nón này. Và đi theo cái vũ khí chó nha em. Rất là nghiệt là ở trong cái pha sức đồ này thì Khả mới thấy anh đi được cái nón 540 thôi. Rồi vũ khí thì lại đi ngược lại theo hướng chó 30. Gia truyền kháng cảm 10. Gia truyền kháng cảm 10. Vũ khí này chỉ lá chó với nội lực thôi nè. Gia truyền kháng cảm 10 kích chó này. Kích chó của cái vũ khí này. Áo, một áo mộc kháng lôi 329 nội lực cao, kháng lôi 29 phục hồi 30 nội lực cao. Ừ, được kích cái nón dòng 1. Đó. Một đại lưng kháng lôi 28. Một nhẫn lấy sinh lực nội lực à. Nhẫn này lấy sinh lực nội lực anh em ơi, kháng hỏi chỉ có 5 thôi. Tiếp đến bao tay. Bao tay chón 20, kháng hỏi 18. Một vũ khí chón 30 sinh lực nội lực kháng hỏi luôn. À, đi theo hướng này thì là 540 và chón được 80 nha anh em. Chón được 80 nha anh em. Đây, ba món chón đó là từ vũ khí. Vũ khí 30 này, ngập bội 30 kháng hỏa này, bao tay chón này thấy chưa, 20 kháng hỏa là tính ra lực chón 80 nè. Chón 80 và 540. Nhận trên là chắc chắn dày, và nhận trên là hợp kim rồi, đúng là chính xác luôn. Nhận trên hợp kim sinh lực lực và dày là hợp kim sinh lực lực nè. Đó, set đồ này thì kháng hỏa thì không được nhiều cho lắm nè. Set đồ này thì kháng lôi thì nhiều ấy, kháng hỏa thì được Khải tôi tính cho anh em kháng hỏa xem thử nha. Lượng kháng hỏa thì chỉ được bao tay 18, ngọc bội 17 là 35. Đó, 35 kèm với dây chuyền kháng cảm 10 thì lại lượng kháng hỏa được cho mình là 45. 45 kháng hỏa nha nè. Đó, lượng hỏa được 3 món 45 thôi. Đó, 10 này, 18 này, 28 này, như cái này nữa đó. Nên 45 thôi. 45 kháng hỏa. Và lượng cái này có kết được không? Thủy. Cái này nhắn này không kết được nha. Những này lấy sinh lực lực được kích cái áo kháng lôi 29 thôi. Được kích cái áo kháng lôi 29 thôi. Đó, kháng lôi 29. Kháng lôi 28, tính ra kháng lôi thì được khoảng 29 và 28 này thì được 57, 57 kèm với 10 kháng tất cả từ gia truyền nữa là được 67 kháng lôi nè. Đó. 67 kháng lôi và 45 kháng hỏa. Đó, sẽ đồ này tương đối anh em. 45 chậm, 80 chón. 40 hơn 4 ít kháng hỏa và hơn 7 ít khăn lôi, hơn 7 khăn lôi, 6 ít khăn lôi. Tính ra đây 29, 27, 28 là tính ra 50, 57, 67. Đó, 6 ít khăn lôi. Đó vậy thôi nè, set đồ này thì cũng gọi là tầm ổn nè. Tầm trung, tầm này thì không có mắc lắm đâu nè. Mắc thì bây giờ Khai nghĩ chỉ mắc gia truyền thôi. Dường kháng cả 10 hợp kim này khá là mắc thôi. Còn lại Khai nghĩ thì đồ thì tầm này thì những món đồ như thế này cũng rất là dở tìm kiếm nè. Không có mắc lắm, rất là dở tìm kiếm. Nó là chẳng 40, nó này chắc khoảng tầm vài trăm xu cho đến một kim nữa. Vũ khí này cũng vậy thôi, tầm vài trăm xu đến một kim. Lấy dòng chó 30 với lại nội lực thôi, không có gì hết. Áo này thì được kháng lôi cao, nội lực cao. Phục hồi thì không được đạt cho lắm, nhưng mà thiên nhẫn thì phục hồi thì không cần thiết cho lắm nè. Nên là anh ta build hướng kháng nè. Đó, build hướng full kháng lôi. Nhẫn này thì kích cái áo thôi, sinh lực lực thôi, chứ không làm gì hết. Không có kích được dòng nào cả. Bao tay mới kết này, bao tay vẫn ngập bò sẽ kết hết nha nè. Bao tay ngập bò sẽ kết hết. Đó, anh em cùng xem sơ qua. Đa số set đồ này thì Khải thấy nội lực khá là ưu tiên, nội lực khá là nhiều nè. Sinh lực cũng có đó, nhưng mà so về đồ thì thấy đa số nội lực là cao. Nội lực rất là cao. Đa số thì nhẫn ưu tiên cho nội lực nè. Chắc cái này chắc chắn là full sinh khí rồi. Đó, tổng quan thì 45% từ nón, 80 chón từ vũ khí, bao tay, ngọc bội, kháng lôi thì từ đai lưng và áo, rồi với kháng tất cả. Đó, kháng hỏa thì cũng vậy luôn, kháng hỏa từ
dây chuyền, bao tay với lại ngọc bội đó. Rồi ok, anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Ken Smart một like, một chia sẻ cũng như video của Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Hôm nay Khải cố gắng hết sức để đánh được tập 9 thôi anh em ơi. Rồi hẹn anh em ở những buổi tống kim lần sau. Anh em thích soi đồ của cao thủ nào thì hãy comment bên dưới, Khải sẽ tiếp tục soi đồ anh em xem nha. Một số cao thủ Khải muốn soi nữa mà đi đâu mất.